Chúng ta cùng nhau thực hành mô hình hóa một chiếc bàn sử dụng các cái đối tượng nâng cao polygon. Các bạn vẽ khối bóc và nhập vào đây những thông số cho tôi: 800 theo len và 600 theo width, 20 theo chiều cao. Chúng ta kết thúc lệnh, nhấn phím Z bàn phím để zoom gần lại. Bây giờ tôi sẽ chuột phải con vật qua Edit Poly, chọn số 2. Chúng ta sẽ kết nối các cạnh này với nhau để thành các đối tượng lưới và chúng ta edit chút. Các bạn chọn Connect. Đối tượng là 2, tôi có thể gõ đây là 90. Đồng ý. Tiếp theo, tôi chọn các cái cạnh này, cũng làm điều tương tự, Connect. Nó vẫn nhớ thông số, vì vậy chúng ta có thể đồng ý luôn. Chúng ta chuyển qua chế độ Polygon để edit chút cái chân bàn. Tôi chọn 4 cái chân, tức là 4 cái góc này. Các bạn cần chôn để chọn thêm. Sau đó chúng ta dùng lại edit chút nhanh nhất bằng cách chuột phải vào màn hình, chọn edit chút. Tôi chọn 100. 100. Đánh dấu cộng để thêm lần nữa. Tôi cộng thêm lần nữa. Sau đó tôi gõ khoảng 500. Và đồng ý luôn. Còn các bạn, nếu bạn muốn mà chọn thêm các cái lưới ở cái vị trí này, chúng ta có thể chọn cạnh cũng tương tự, chuột phải vào connect. Chúng ta chỉ cần một cạnh thôi. Và có thể kéo cái đẩy cái cạnh này lên trên hay xuống dưới. Ví dụ tôi đẩy đây. Nếu thấy các cái cạnh này chúng ta cần thiết di chuyển lên, các bạn về mặt F, Z, nhấn phím G ẩn đi. Chúng ta chọn các cái đối tượng cạnh bằng cách chọn Code Sync hoặc Windows. Chúng ta chọn Windows và kéo chọn cạnh này. Hoặc là cả hai cạnh này, các bạn có thể di chuyển lên. Nó không hề ảnh hưởng hay lỗi mặt. Sau khi chọn xong, tôi có thể chọn về bề mặt. Chúng ta chọn nhanh bề mặt, cũng về mặt con, nhìn từ trước vào. Bỏ cái Windows đi để thành Code Sync. Chúng ta kéo. Các bạn dùng lệnh Scale phóng to đối tượng lên. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chọn các cái bề mặt phẳng bên dưới này, làm cho nó nhỏ lại một chút cho cái ghế nó thanh hơn. Các bạn kéo lên rồi làm nhỏ lại. Tại những cái đường chỉ này, chúng ta có thể chamfer hay ép chút cho nó mịn màng và trông nó tinh xảo hơn. Chúng ta về mặt F, Z, chọn kiểu, chọn là Window. Chúng ta kéo chọn những cái cạnh dưới này. Chúng ta về bề mặt cạnh, chuột phải vào, chọn S chút. Chúng ta chọn thông số âm xuống, tăng độ rộng lên. Sau khi đồng ý, các bạn chuột phải, dùng lệnh chamfer để làm mịn cái bề mặt này. Đối tượng của chúng ta trông đã đẹp hơn rất nhiều. Cuối cùng các bạn có thể nhấn phím Ctrl A để làm mịn tất cả các bề mặt một lúc cho cái cạnh này đỡ sắc đi. Về thông số bằng 0, một cách chuột phải vào đây. Chúng ta tăng dẫn ít thôi. Và kiểm tra xem có lỗi gì không. Nếu không có lỗi, chúng ta có thể tăng thêm. Tăng thêm số xích mần cho mềm thôi. Trên đây là một cái bài tập khá đơn giản để chúng ta dựng một cái bàn dựa vào các cái lệnh như là connect, edit, chút. Rất đơn giản, cùng với chamfer đã cho chúng ta cái bàn rất là đẹp rồi.